Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm clip này để hướng dẫn cho một số bạn là cách đổi phông chữ. Thì như một số video mà các bạn tải trên mạng về, những video cũ mà từ năm 2006 trở về trước thì người ta đang dùng cái phông chữ khác. Cho nên là những cái tài liệu đấy khi mà các bạn tải về bây giờ thì thường mở ra nó sẽ bị lỗi font. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để sửa lỗi những cái lỗi font thế này. Thì mình đang hướng dẫn cho các bạn, mình đang có một cái ví dụ, một cái bài ví dụ như thế này, là trên này thì nó không bị lỗi đó, nhưng mà từ cái phần kết luận này thì nó đang bị lỗi font. Thì để sửa những cái file này thì mình hướng dẫn như thế này. Đầu tiên các bạn thường cái máy tính thì có Viettel hoặc là Unicode là có sẵn cài ở đây rồi. Đây mình đang mở cho các bạn coi đây. Unicode đã có sẵn rồi đúng không ạ? Trước tiên thì các bạn bấm chuột phải vào cái biểu tượng của Unicode này. Rồi các bạn chọn công cụ. Đây, dòng thứ hai đây. Thì ở đây có nghĩa là cái công cụ chuyển mã của Unicode. Thường thì ở trên những cái tài liệu cũ thì nó ở dạng là TC VN3 hoặc là VN Windows. Đây là những cái phông chữ mà thời năm 2000, 2000 lẻ mấy người ta hay dùng tới. Còn bây giờ thì đa số là đã dùng Unicode. Cho nên cái trang đích là phải là Unicode. Và nguồn thì là thường mình thấy ở chế độ là TC VN3, hoặc nếu không thì các bạn để VN Windows. Ở đây là TC VN3. Mình đóng lại. Rồi bây giờ mình muốn đổi cái kết luận này thành font Times New Roman mà đọc được thì mình sẽ bôi đen nó. Và sau đó là mình sẽ cut, là mình cắt đó. Sau rồi mình bấm chuột phải vào cái biểu tượng chữ V này. Rồi mình bấm chuyển mã nhanh. Đây là nó đã báo là đã chuyển mã thành công. Lúc này thì mình chỉ việc dán vào đây lại thôi. Dán vào đây lại thôi. Mình Ctrl V. Đó. Thì đây là cái nội dung mà mình lúc nãy mình trước khi mình chuyển đổi thì nó bị lỗi, và bây giờ mình đã đổi xong thì nó đã hoàn thiện thế này rồi. Đó, các bạn thực hiện rất là đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công.